Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Thì mấy hôm nay mình đang sửa làm lại cái dàn cái vườn lan của mình nhé, cho nên là cũng bận. Đây hôm nay phải chạy tạm một ít xuống dưới ở chỗ sân thượng tầng 2. Đây, các bạn nhìn này. Chủ yếu là kỳ kỳ rất là nhiều nhé. Thì ở trên trên cái phòng ở bên trên kia mình cũng còn rất là nhiều. Đấy, đây là các kỳ phi điệp mình ươm được 1 2 năm vừa rồi nhé. Đấy. Kỳ nào cũng rất là mập lù nhé các bạn nhé, rất là khỏe, bộ rễ cực khỏe luôn. Đấy. Thế thì cái năm vừa rồi ấy, thì mình ươm cũng tương đối nhiều, mình ươm nhiều nhưng mà rất nhiều cái thân bố mẹ nó năm vừa rồi nó cũng trốn hoa, cho nên là mình nói chung là mình cũng băm hết ra mình làm kỳ các bạn. Đấy. Cho nên là rất nhiều kỳ ở đây là sổ số đó, chưa biết mặt hoa. Đấy. Thế thì lúc mà mình làm ấy, thì mình cũng chỉ ghi chung chung là ví dụ như là chẳng hạn như mình cứ ghi chung chung là ví dụ như là cắt bà chẳng hạn, đấy 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 mình chỉ ghi này thôi, và sau này bây giờ cũng chẳng biết là bố mẹ nó là của con nào với con nào nữa đấy. Thế thì đợt vừa rồi mình cũng định là toàn bộ cái kỳ 51 này mình thấy nó cũng rất là trồng rất là tốt các bạn, đấy kỳ 51 đấy bạn, đấy. Đấy, các bạn nhìn nó dễ rất là khỏe. Đấy, như con này là phải tầm được 25 phân, rất khỏe. Đấy. Đấy, cho nên là mình cũng định là để lại sang năm thì làm thành kỳ 52 thì chắc chắn là nó sẽ rất là dài thành cái giò to to. Đấy, cho nên là đợt rồi mình cũng không bán nhiều kỳ lắm, thỉnh thoảng mình làm chương trình quay chuột số để tặng cho các bạn thôi. Đấy, mình rất nhiều kỳ. Đấy, các bạn xem. Đấy, các bạn xem. Đấy, mình phải chạy tạm xuống xuống dưới đây này, đây là tầng tầng 2 nhá, cái ban công ở tầng 2. Mình chạy tạm xuống dưới này. Mình có nhiều cái kỳ nó chuyên chủ yếu là kỳ với kiến cắt bà đấy các bạn nhé, kiến có nhiều kiến lắm. Đấy, ví dụ đây là kiến này đấy. Đấy các bạn này, đấy, như con kiến này là con này cũng là con năm thứ đây, năm thứ nhất này, năm thứ hai này, đây năm thứ ba này các bạn này. Đấy, cũng rất là lù quịch rồi. Đấy, rất là khỏe. Đấy. Đây các bạn nhé, đây cũng là kiến hết này. Đấy, con này cũng là năm thứ tư thứ năm này. Thì anh em nào mà thích sưu tầm kiến nhá, kiến kỳ với kiến kỳ 51 thôi các bạn nhá, kỳ 51 đấy, chủ yếu là kỳ là chính, kỳ 51 là chính. Thì mình bán những kỳ là cái tầm tầm 5-6 cm đổ lại ấy, thì là mình bán là 70k cho một con nhá, khoảng 5-6 cm, rất là mập lù nhá. Đấy, đây đây ví dụ như con này đấy, tầm khoảng 5-6 cm đổ lại nhá, đảm bảo các bạn là con nào cũng cũng mập nhá. Đấy, rồi những con này đấy, nó mập như này nhá, thì bộ rễ khỏe này thì sang năm kỳ 52 của nó sẽ rất là tốt nhé các bạn nhé, sẽ lực cũng lên rất là mạnh. Đấy, đấy. Đấy, cái tầm khoảng 5-6 cm đổ lại thì mình bán 70.000 một con nhé, 70k một con. Đấy, còn cái tầm khoảng 10 cm thì là 100k một con. Còn tầm khoảng 15 cm đây, như những con này khoảng như con này được khoảng ở đây đấy, con này rơi tầm 15 cm này đấy, thì những con này là 150 một con đấy. Còn trên hai từ 20 cm trở lên thì là 200k một con nhé các bạn nhé. Đây ví dụ như con này, như con này thì con này đó là 25 cm này đấy, thì mình cứ tính là 200k một con nhé các bạn nhé. Đây là như cái dòng này, là cái dòng này là cái dòng đây là dòng lù của Tuyên Quang nhé các bạn nhé, lù Tuyên Quang mình cũng ghi hết ở đây rồi. Đấy.
thì mình chuyên về key Cát Bà là nhiều nhá, key Cát Bà với Hòa Bình, Hòa Bình Tuyên Quang đấy, và Cao Bằng Thì chủ yếu là vẫn là Cát Bà các bạn ạ. Đấy. Thế bạn nào thích sưu tầm key của vùng miền nào ấy thì các bạn cứ điện cho mình là lấy bao nhiêu key. Ví dụ như là lấy mấy key tầm key 70k chẳng hạn hay là key 100k. Đấy thì mình sẽ lọc ra thì sau đó mình sẽ gửi ảnh cho các bạn xem nhé. Mình sẽ gửi Zalo cho các bạn xem thì nếu các bạn ưng thì lúc đó mình chuyển. Đấy. Đấy, những chậu kia đây là kia chậu này là chậu Cát Bà này. Đấy. Rất nhiều, nói chung là phải đến 80-90% ở trong này là gần như là không biết mặt hoa đấy các bạn nhé. Đấy. Bố mẹ của nó là năm vừa rồi là trồng là trốn hoa hết, cho nên là mình băm hết ra mình làm kia. Đấy. Rất là đẹp. Khi nào cũng mập hết nha các bạn nhé, rất là khỏe. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn nhé. Các bạn nào có muốn sưu tầm cái key của Cát Bà hay Hòa Bình hay là Tuyên Quang thì các bạn gọi điện cho mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.